bản quyền phim Full Hạ Tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Tập 20, phần 2. Chung thề cái gì đây? Nè, là chó của ai? Là chó của ai? Hàn Dân à, anh giám đốc tìm tôi. Cậu đến đón Chung Thê hả? Dạ. Tôi hỏi là cậu tới đón Chung Thê nào vậy? Dạ, giám đốc nói gì vậy? Cậu đặt tên cho nó trùng với tên của tôi đó. Khi cậu gọi là nó liền chạy tới. Khi thấy cậu là nó dãy đuôi mừng rỡ. Cậu vui lắm sao? Trời, anh hiểu lầm rồi. Phương Tây họ hay đặt tên người mà họ ngưỡng mộ nhất á, cho chó trong nhà đó. Cậu dạo này quá lắm rồi đó. Dạ. Cậu đâm sau lưng tôi và hợp tác với con trai của chủ tịch, nên trong mắt không còn coi tôi ra gì đúng không? Rốt cuộc cậu đang dự tính cái gì? Tôi đâu có dự tính gì đâu chứ. Cậu nghĩ là tôi điếc hay mù vậy? Sangman, cậu đừng làm vậy với tôi. Cậu nói cậu trung thành với tôi như chó, mà dám làm như vậy sao? Đây là lòng thành của cậu hả? Phải không Chung Thê? Trời ơi, không phải như vậy. Mày cũng nghĩ vậy có phải không? Đừng có ngồi ở đó nữa, mau qua đây. Cái thằng xấu xa. Ê, đừng có ép tôi, trợ lý Hà à. Tôi đi liền đây. Bực mình quá đi à. Ra cửa hàng sau. Dạ. Hơi trễ rồi đó. Đứng yên đó. Dạ. Mau bồng nó đi, mau lên đi. Dạ. Trên đường tới cửa hàng, nhớ chở nó về nhà giúp cho tôi. Đừng để vợ tôi la đó. Nhưng mà tôi bị dị ứng với chó. Nè, tuyệt đối đừng gọi tới nó ở văn phòng, có biết chưa? Mau lên. Dạ. Đi đi. Nhưng mà nó có cắn không? Không sao đâu, nó thích cậu mà, đi mau lên đi. Nó có bệnh gì không? Đi. Ra nó là Chung Thê hả? Xin lỗi anh. Trời ơi, đã nói cậu đừng có gọi tới nó rồi. Đi mau tôi lên. Bắt đi mau lên. Lại chuyện gì nữa? Chó của anh thì anh tự chăm sóc đi chứ. Sao lại sai nhân viên làm những việc này? Nếu trưởng phòng bận thì nhờ một chút cũng được mà. Sự chính trực trong suốt 50 năm qua của trưởng phòng đi đâu hết rồi vậy? Ba người đó, anh nói họ chọn vì tiềm năng và đam mê, vậy mà anh lại dùng sự đam mê và tài năng vào những chuyện này hả? Vậy thì sao? Anh nói anh chọn nhân viên vì con người họ mà. Vậy thì chú ý tới năng lực của họ đi, thay vì chỉ chú ý tới cái gọi là quan hệ. Cái đó không tốt đẹp gì đâu. Nè cậu hay thiệt nha trưởng phòng Xô. Từ trước tới nay cậu luôn phàn nàn về việc tuyển dụng không công bằng cơ mà. Khi tôi phàn nàn về vấn đề đó, trưởng phòng anh không nhớ đã nói gì với tôi hay sao hả? Tôi biết rồi. Được thôi, giờ tôi sẽ nói cho cậu hiểu. Như vậy, con trai chủ tịch kêu đi mà cậu không đi à? Đâu thể từ chối đâu, hả? Cậu thừa hiểu mà. Là trưởng phòng nhưng mà kêu đi thì cũng phải đi mà thôi. Tôi bận cho nên mới nhờ họ. Tôi muốn là anh phải công tư phân minh mà. Anh đang làm cái gì vậy chứ? Sai nhân viên trông chó trong khi nhân viên đang bận ra cửa hàng sao? Tôi phân công nhiệm vụ dựa theo năng lực dựa mà. Dựa trên năng lực của họ hả? Thôi không cãi nữa. Tôi vừa mới tranh luận với giám đốc xong. Dừng lại đây đi. Đúng thiệt là. Nè trưởng phòng, cậu quên chuyện xét duyệt nhân viên chính thức ha, với nhân viên tạm thời rồi chứ? Sao chứ? Thì tôi đã cố gắng đứng về phe cậu, nhưng mà cậu nói tôi công tư bất phân. Vậy thì tốt nhất tuyển nhân viên mới đi ha. Không có chuyện xét duyệt. Khi nào hết hợp đồng thì cho họ ra ngoài. Rõ ràng là lúc nãy anh nói khác mà. Tình hình khác với lúc nãy rồi, nên suy nghĩ của tôi cũng thay đổi. Tôi vừa mới bị giám đốc sạc cho một trận, bây giờ cậu lại. Cái đó đâu phải lỗi của nhân viên hợp đồng đâu. Được rồi, đừng có nói nữa. Tại sao tôi phải giải thích lý do tôi ứng tuyển ai hay sa thải ai với cậu chứ? Muốn biểu quyết chứ gì? Được rồi, cứ biểu quyết thôi. Cậu là một, tôi và giám đốc là hai. Hết, không cần nói thêm câu nào nữa. Đúng thật là chuyện gì vậy không biết. Mấy cậu đúng là lũ gián mà. Nè, tôi hỏi một câu. Mấy cô cậu ngu thiệt hay là giả vờ không biết suy nghĩ vậy? Một con chó mà giữ cũng không nổi là sao chứ? Không phải là chúng tôi cố ý đâu, mà đột nhiên giám đốc và trưởng phòng sơ tới chứ bộ. Mấy người không thể nhận đó là chó của mấy người được hay sao hả?
Được rồi, sao đây? Mấy người còn không biết đã gây ra chuyện gì nữa à? Đúng là tôi bị mấy người hại chết rồi. Đúng thật là tức chết. Nè, tiện đây thì tôi nói luôn cho mấy cô cậu, khi nào hết hợp đồng thì tự động cuốn gói về ha. Chúng ta không còn liên quan. Goodbye. Thôi đủ rồi. Chắc trưởng phòng So sẽ sống lâu lắm à, vì nhiều người ghét cậu vậy mà. Anh nói vậy là sao đi? Sự cố ở bên phòng kiểm soát vừa rồi, đúng như cậu dự đoán, là tác phẩm do Park Sang-man gây ra. Anh có chắc hay không vậy? Dạ, tôi có người quen phía bên phòng giám sát cho nên đã tìm hiểu thử rồi. Anh ta cư xử cứ như xã hội điên vậy, quá lắm rồi đó. Nếu vậy thì tôi cũng không nhịn thêm nữa. Dạ, trưởng phòng, cậu nghĩ vậy là đúng lắm. Thu thập nhiều tài liệu nhất có thể, rồi giải quyết một lần luôn đi, là một cách gọn gàng. Mọi người uống nước rồi làm tiếp nè. Dạ. Mọi người lại đây đi. Dạ rồi. Đây. Dạ rồi. Mỗi người uống một chai đi rồi làm tiếp. Cảm ơn nha. Được sống rồi. Vậy hả? Một chai nữa ha. Nè, anh làm chai nữa luôn không? Không. Anh chắc là anh dừng lại thôi. Hả? Họ đối xử với chúng ta còn không bằng con chó nữa. Vừa làm anh vừa suy nghĩ, anh thấy nghỉ việc là đúng đắn. Anh không định chờ tới hết hợp đồng hả? Dù sao cũng không được làm nhân viên chính thức mà, cứ làm việc như vậy có đòi hỏi được cái gì đâu, chỉ thêm tổn thương lòng tự trọng thôi. Anh sẽ tìm việc khác đây. Em cũng vậy, em cũng không còn gì hối tiếc hết. Em đã làm hết khả năng của mình rồi. Em nữa, em cũng nghỉ việc luôn. Nè, dù vậy thì cũng phải làm xong việc ngày hôm nay chứ. Nè, bộ ba In Chang Do, Cố lên. Các cô cậu không lo làm gì mà còn làm gì đi. Dạ chào anh. Được rồi, ăn đi. Còn không ăn mà lo làm gì vậy? Thịt đã cháy hết rồi. Mọi người tính không ăn tối luôn hay sao vậy? Dạ chúng tôi ăn liền trưởng phòng. Vậy còn cậu Căng Hu và cô Hu Quân không ăn hay sao vậy? Dân tôi ăn liền. Có lẽ số phận của ba người đã gắn liền với nhau như Sam rồi. Nhờ hành động tốt đẹp của con trai ngài chủ tịch đã kéo ba người trở về từ vực thẳm. Chúng tôi tính sẽ nộp đơn xin nghỉ việc. Định nghỉ việc sao? Sao vậy? Sao phải làm vậy chứ? Mọi người học hành bao năm chăm chỉ để trông chó cho trưởng phòng rồi sau đó xin nghỉ việc luôn hay sao chứ? Trưởng phòng sai việc, sao mà chúng tôi từ chối được chứ? Nếu vậy thì ông ấy sai gì cô cũng đều làm hết sao? Giá trị của bản thân phải tự mình chứng minh chứ. Nếu để người ta đối xử tùy tiện với mình thì mọi người sẽ dần xem thường cô hơn thôi. Không ai có thể nói giá trị hơn hay là không, mà chính bản thân người đó mới quyết định được. Tự mình phán đoán và quyết định bản thân là người như thế nào, bản thân mình làm được công việc gì. Chúng tôi không thể trở thành nhân viên chính thức. Một tháng còn lại chắc sẽ càng khó khăn hơn. Những nhân viên khác đều bàn tán sau lưng chúng tôi. Không quan trọng người ta nói mình cái gì, chính bản thân mọi người đánh giá thế nào về bản thân mới là quan trọng nhất, hiểu không? Tôi đã sai rồi thưa trưởng phòng. Chúng tôi nên có trách nhiệm hơn với công việc của mình mới đúng mà. Nhưng mà dù sao cũng đã xong hết rồi, thịt đã cháy hết rồi, ăn nhanh thôi. Nếu như còn thừa đồ ăn thì người ăn ít nhất sẽ phải thanh toán đó. Cảm ơn anh đã mời chúng tôi ăn nha.
Trông tôi giống như là ăn ít trước lắm sao? Bạn trai của cô đậu công chức rồi, giờ làm gì vậy? Anh ta đang làm ở đâu? Thì sao anh cũng quan tâm tới việc của người khác quá ha. Bạn trai của trợ lý Hà bí hiểm như ma vậy. Khi nào thì chúng ta gặp nhau ăn cơm đi ha. Ma sao? Sao vậy? Anh muốn ăn đồ cúng hả? Ăn cơm với ma thì ngoài đồ cúng ra còn ăn được gì nữa? Đừng có giả nai nữa, tôi biết hết rồi. Anh biết chuyện gì? Tôi biết người cô hẹn hò suốt 3 năm qua. Tôi biết là ai rồi đó. Ô đô, rê mi fa sol la si mê kim. Kim, tôi muốn ăn kim chi quá nè. Trợ lý Ly. Trời ơi, technology. Anh làm ơn đừng nói nữa. Để bạn trai ngay ở bên cạnh. Sao cô có thể giấu lâu như vậy chứ? Cậu ta thi rớt cho nên trợ lý Ha đá anh ta đúng không? Tôi nói anh thôi đi. Ê, tôi còn lại gì tính cách của trợ lý Ha. Chắc là đá người ta rất đau. Nhưng mà mỗi khi mà tôi nói xấu trợ lý Ha, cậu ta lúc nào cũng phản đối hết nha. Cái tên Đô Kỳ Tết đó hả? Ê, tấm lòng dạt dào như là biển Thái Bình vậy đó. Trợ lý Ly, trước mặt người khác anh nhớ ngậm miệng lại. Đừng có lo, tôi kín miệng biết bao chứ. Nếu vậy thì bữa tối nay cô mời ha. Ê trợ lý ha, thiếu mất 500 won nè. Thôi 500 won để tôi trả vậy. Hôm nay xài nhiều tiền quá. Trong ba người chắc là cô Hu Quân là người sốc nhất, có đúng vậy hay không? Nếu mà nghĩ lại thì lời của viện trưởng Sơ nói cũng đúng đó. Trên đời này làm gì có cái gì miễn phí chứ. Chúng tôi giống như đã bán hết lòng tự trọng để đổi lấy công việc vậy đó. Như vậy cũng đáng mà. Không mấy ai sống mà có thể giữ được lòng tự trọng đâu. Nhưng mà trưởng phòng vẫn giữ lòng tự trọng rất tốt đó thôi. Nhìn tôi giống vậy lắm sao? Lòng tự trọng của tôi đang trong tình trạng nguy kịch đó.